Dừa sáp cầu kè Trà Vinh là một món rất là nổi tiếng và cà phê muối cũng nổi tiếng không kém cạnh các bạn. Mình không hình dung được nếu mà kết hợp hai món này lại với nhau sẽ như thế nào. Hôm nay mình sẽ mua thử để trải nghiệm các bạn. Đây là kẹo dừa sáp kết hợp với cà phê muối, hai món này trộn lại với nhau, trọng lượng của nó là 500g, mình mua giá 75k. Bây giờ mình sẽ khui thử nhé. Nó cuốn lại rất là đẹp các bạn, mình sẽ khui thử nhé. Đây mình sẽ gỡ hai này ra. Bên trong nó có nhiều viên kẹo nhỏ các bạn, đây là viên của nó đây các bạn. Đây rồi các bạn, vẫn còn may mắn các bạn vẫn tìm được viên kẹo. Đây mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nhé. Mời mọi người. Bản chất của viên kẹo là nó ngọt các bạn, bởi vậy đầu tiên mình ăn cảm nhận nó là ngọt. Nó có vị mặn mặn nhẹ, nhưng mà mặn nó ở ngay cuống họng các bạn. Ăn thơm mùi dừa, nó hòa quyện giữa ngọt, thơm béo và hơi mặn một tí xíu. Rất là ngon các bạn.